khi đàn ông chấp nhận được là phụ nữ giỏi hơn họ rất là nhiều thì khi đó em mới giỏi được trời ơi đau quá ao câu đó trời ơi cái tôi em đau quá chị nhi <laughs> em từng nghe chị nói chồng cũ chị giỏi hơn chị nhưng em thấy chị rất giỏi em muốn hỏi đàn ông và đàn bà giỏi khác nhau như thế nào và đàn ông giỏi như thế nào mới được giữ phụ nữ vậy chị chị thấy cái cách nó hỏi rất là dễ thương và chị thấy nó câu hỏi này nó cũng rất là hay cho nên chị sẽ trả lời đúng là chồng cũ của chị là một người rất giỏi ok chị sẽ cho em biết là người ta giỏi ở cái gì em đã bao giờ đi ra bệnh viện và em thấy họ bác sĩ giỏi tới độ mà em ngưỡng mộ em ước ổng làm chồng của em chưa nhưng mà khi sau lưng cái chỗ ở bệnh viện ổng về nhà ổng lại một là một người chồng vũ phu chẳng hạn chảnh chạy chẳng hạn cái tôi to tô như cục cức chẳng hạn đánh dựa lên xuống chẳng hạn tức là ông cầm tiền về nhà đó nhưng mà cái giá trị đạo đức của ông ở nhà làm chồng nó lại khác ok rồi em có bao giờ gặp một người mà khi em đi ra đường em thấy người ta là hiệu trưởng người ta làm công an người ta làm những cái chức vụ rất là cao nhưng mà sau đó em lại phát hiện ra là con của họ không nể họ vợ của họ không nể họ hoặc là ở nhà họ là một người chồng không ra gì chưa nếu như em đã từng nghe câu chuyện đó rồi thì chị cũng nói với em là chị tương tự như vậy chồng cũ của chị rất giỏi với cái nghề của ảnh tức là so sánh ở một đứa con gái ở nhà quê lên thành phố và em quen một người hơn em tới mấy chục năm ánh sáng gọi là người ta được đi học từ nhỏ cái nghề ngỏng đó hoặc người ta giỏi giang ở cái lĩnh vực mà họ học được á nó không có liên quan gì đến cái mạnh hay còn gọi là cái nội lực bên trong mà sau này chị mới hiểu tại vì khi đó chị còn trẻ chị còn ngây thơ chị cứ tưởng giỏi tức là em phải có một cái nghề thiệt là nhiều tiền thì khi đó em mới gọi là giỏi nhưng mà chị lại không hề biết là nó không liên quan gì đến cái nghề em hết tại vì em hãy tưởng tượng một cái đứa trẻ nó ở nông thôn em không có điều kiện nó không có điều kiện học được một cái nghề như trong thành phố giống như em đúng không nó không có được đi vô trong trường đại học nó cũng không có được học ngoại ngữ nó cũng không có được đi vô quán trà sữa thậm chí có những cái vùng quê ở việt nam mình còn không có trà sữa mình còn không có mấy cái quán ăn như kiểu sài gòn luôn ok vậy những đứa trẻ đó nó có kém thu của em không câu trả lời là không chẳng qua là nó không có có cái cơ hội bằng em thôi thì lúc đó chị chưa có kiến thức để phân biệt được cái điều này chị chưa có kiến thức để phân biệt được là cái mà em biết cái mà em giỏi ở phía bên ngoài nó không liên quan gì đến nội lực của em hết nội lực là cái mà khi biến cố và sự cố xảy đến em giải quyết cái vấn đề đó như thế nào em đứng lên bằng cái đôi chân của em như thế nào cái cách em mạnh mẽ vượt qua những cái thử thách đó là như thế nào cái đó gọi là nội lực thì con trai hay con gái chị không có nói là so sánh ở đây trai hay gái ai giỏi hơn cả nam và nữ đều có những người có nội lực và có những người không có nội lực đó là cái ông trời ban phú cho em đó là cái mà ngoài cái chuyện là ông trời ban phú cho em những cái thử thách cũng như cái sóng gió trong cuộc đời nó tôi luyện cái bản năng bên trong của em hay còn gọi là những cái nội lực của em ngày càng mạnh hơn hay yếu đi ok rồi khi mà chị nói chồng cũ của chị giỏi hơn chị đúng là ảnh đã từng giỏi hơn chị tại cái thời điểm mà chị mới bước qua đất nước singapore tại vì ảnh là người dân singapore chắc chắn ảnh phải giỏi hơn chị ở một cái mặt nào đó là ảnh biết luật pháp ở đây ảnh hiểu được là uh, cái cuộc sống ở đây như thế nào và vân vân người ta hơn chị ở cái chỗ đó chị không bằng người ta ở cái khoảng đó nhưng không có đồng nghĩa với việc là cái chuyện chị thích nghi thích ứng ở đây nhanh hơn chị hiểu luật pháp nhanh hơn chị đi làm kiếm tiền cũng nhanh hơn thì đó chính là cái giỏi của chị đó là nội lực của chị nội lực của chị ở cái chuyện là thích nghi và vượt lên số phận chị nhanh hơn ảnh khi mà nó xảy ra biến cố trong cuộc hôn nhân của hai tụi chị ảnh đi xuống luôn còn chị thì lại đi lên lại thì đó chính là những cái mà chị nói em tôi luyện theo thời gian em mạnh hơn người khác bất cứ sóng gió gì đến em cũng lên lại được nhanh hơn, ok? thì chị biết đó chính là cái sức mạnh bên trong của chị. làm sao để một người đàn ông mạnh để cho phụ nữ nể và chọn ở cái bên? câu trả lời của chị tôi luyện, ok? rất nhiều người người ta cứ nghĩ là à mình cứ nói cái miệng mình không không vậy phụ nữ sợ cái bên hoặc là cái câu hỏi của em là chị làm sao để giữ được một người phụ nữ như chị? câu trả lời của chị là em không thấy giữ được một người phụ nữ như chị. em phải để cho chị tôn trọng để chị chọn được ở bên em chứ không phải là giữ những cái người mà làm việc với chị người ta không giữ chị người ta thừa biết chị là một người mạnh và người ta biết chị là người giỏi thì khi mà em làm việc với một người mạnh và một người giỏi em phải để cho họ freedom tức là một cái sự tự do nhất định một cái sự tôn trọng nhất định để người ta chọn ở với em và làm việc với em và sống với em và yêu em chứ không phải là em tìm cách để em giữ họ khi em tìm cách em giữ họ em đang bị lệ thuộc vào đối phương là một người đàn ông mạnh em phải hiểu được cái lý thuyết này cái chân lý này để anh chi để không đi ra kia lạy lục mấy con đàn bà em có quyền nam tính em có quyền mạnh mẽ phụ nữ nó sẽ bù quèm được chưa nhưng em không được phép đi vô và chị có cái mẹo nào để em giữ mấy cái con bánh bèo nó ở cái bên cái bên em không em ơi không mấy con bánh bèo mà nó bu mày, nó ăn bám mày, cuộc đời của mày cũng mệt mỏi như tụi nó. Hãy tìm những người phụ nữ chân chính thật sự, những cái người mà lo được cho cuộc đời của họ, cũng như là những cái người mà họ vững chãi về tâm lý cũng như tình cảm của họ. khi yêu những người đó em nhẹ nhàng lắm. đừng có nỗ lực làm cái gì để mà hơn phụ nữ trong đời này. nói thẳng ra là đàn ông yếu hơn phụ nữ rất là nhiều. tụi mày không có chịu đau, chịu đẻ được như mấy con đàn bà đâu. nói sơ sơ thôi nè, em muốn kiểm chứng không? trai của chị đâu? Trai admin của chị comment ở dưới nói cho chị nghe từ lúc em vô trong tim của chị em thấy mấy con bánh bèo trong này làm việc làm sao giờ chị nói tụi nó bánh bèo thôi chứ tim của chị con gái nó không có bánh bèo đâu em phải biết là trong cuộc đời này á phụ nữ mạnh hơn đàn ông rất là nhiều nhưng tụi chị chọn để được nữ tính để mà để mấy anh nam giúp tụi chị khi đàn ông chấp nhận được là phụ nữ giỏi hơn họ rất là nhiều thì khi đó em mới giỏi được trời ơi đau quá ao câu đó trời ơi cái tôi em đau quá chị nhi chị nói thiệt chị nói thiệt chị nói thiệt là em phải nhận là phụ nữ giỏi hơn em thì em mới phát triển được nghe không chứ không là em mà vẫn còn nhận là đàn ông giỏi lắm tụi mày không đẻ đái được đâu mỗi lần một đứa con con mà nó chui ra là 10 cái xương trong cùng một con người nó bị gãy cùng một lúc người phụ nữ người ta chịu được cái sức đau như vậy đó tao bẻ mày một cái chân thôi mày khóc thấy mụ nội mày rồi tưởng tượng tao bẻ 10 cái xương trên cơ thể của mày cùng một lúc mày chịu được không mày không chịu được ok cái sức chịu đựng của người phụ nữ rất là kinh khủng mà đàn ông phải bắt đầu chấp nhận cái điều đó để biết được là em không có mạnh như em nghĩ đâu được chưa và một người đàn ông mạnh thật sự là một người đàn ông ok để cho người phụ nữ của mình giỏi đảm đang và họ là chính cái phiên bản tốt nhất của họ học những cái điều này là nó tốt cho mình sau này cuộc đời của mình sẽ khác đi chứ không có gì hết á rồi như thường lệ đừng có quên like share và subscribe cái kênh của mình